Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay thì mình lại solo squad tiếp. Và hôm nay thì có một điều khác biệt khác là mình vừa mượn được một cái arc của anh tên Bòm để mình có thể là vào trong cái arc này và test cho anh em xem cây M4 hè. Đây này, nó ở trong này này. À, chạy à, tờ M4 hè à. Bạn ơi, anh gì ơi, chạy đâu nhở anh hai ơi? Ý rồi ôi, chạy làm cái gì? Ui rồi ôi, vào trong thùng à? Ui, vào làm gì? Vào làm gì? Bạn ơi, không chạy được đâu. Đi đâu con sâu? Ui ôi, bắn này. Thì khu nhảy của mình vẫn là cảng Gelbon. Khu vực luôn luôn đông đúc anh em ạ. Lúc mình nhảy đây thì quá nhiều tiếng súng luôn. Vừa nhảy xuống thì vớ được hai cháu, hợp lý anh em ạ. Thì trong nick của anh Bòm này có cây M4 hè anh em ạ. Mình thấy nó nói chung là cũng đẹp nên là mình mượn để vào làm clip, gọi là vừa có súng đẹp vừa solo squad cho anh xem, cho anh em xem đấy. Nên là thì nick này danh cũng thấp thôi, nên là mình nghĩ là một trận đấu này sẽ dễ dàng cho mình thôi. Đây này, lục cục đây này. Quá lục cục đây này. Danh thấp nhưng mà đi solo squad thì cũng cẳng đấy anh em. Một bắn bốn mà. Đây này, nó công sang à? Bạn của bạn à? Cũng không phải, mình ăn hết mạng rồi bà nhở. À đây rồi. Ui giời ơi, con bot anh em ạ. Thế là mình cứ tưởng là người nó công sang, nó cứ chạy vòng tròn. Đậu má nó luôn. Đậu phộng bạn luôn nhá. Từ lên đây kiếm thêm ít đồ anh ạ. Một kìa, đang chạy kìa. Đang chạy này. Úi dồi ôi, định mệnh mù mắt. Gần một băng đạn AK của mình. Mày lìn thật. Quả đấy đúng là gần mù mắt. Đâu, cũng phải từ chuyển từ cận sang mù đấy. Cận mù sang mù hẳn. Đấy, hợp lý. Đây này, bên này này. Đây này, mình sẽ vòng sang bên đây đi. Ở bên kia anh em ạ. Đây, vòng sang thì cũng phải kiếm thêm ít đạn. Hết đạn rồi anh em ạ, đổi được cây súng. Ấy, 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 gì đấy, căng thế. Làm gì căng thẳng thế nhở. Ui, thôi. Anh. Ui, anh gì ơi. Căng thế nhở. Căng như dây đàn vậy, định mệnh anh luôn. Nó chơi mình anh em ạ. Đau thật sự. Tỉnh khốn nào, nó ở mấy N2 à. À, đấy, nó ở bên này. Bọn này mở ra góc rộng thế nhở? À đây rồi. À vẫn nhấp nhô tô cô à. Nào nhấp nhô. Nhấp nhô đấy. Đâu rồi? Nó nằm ở đâu đó. À lầm. À công sang à? Bạn sai rồi. Ui dồi ôi. Ngọc ơi, Ngọc sai rồi. Đây là còn một team công sang mình này. Đậu phộng các bạn luôn, đông thế. Mình có làm gì sai đâu. Làm gì căng với mình quá vậy. Mấy viên rồi anh em. Ở đây một team công sang. Á à, loi nhoi kìa. Nhưng mà mình không ngó ra được anh em ạ. Ngó ra là quả lại bay đầu ngay. Mình thì còn không có giáp chứ. Á à, bắn này. Ui bọn nó đồng thế. Trời ơi, một team công sang mình rồi. Á à, nhảy sang rồi. Ui. Mình ra mồ hôi tay. Đầu phộng các bạn luôn. Ui quả đấy tí nữa thì hẹo anh em ạ. May mà nó lách vào trong. Mình bị ra mồ hôi tay qua pha đấy. Má, hai ngày hôm nay mình bị ra mồ hôi tay anh em ạ. Ui M4 hè đây rồi. Để lên gạt bạn luôn cho được việc lại. Mình cho bạn thêm hiệu ứng này. Thêm hiệu ứng này. Ui dồi ôi, nó đẹp quá cơ anh em ạ. Thêm tí hiệu ứng màu mè tí cho nó đẹp. Này, cả trái cả phải. Cả phải cả trái mình luôn. Đọc níu hết cả lưỡi. Đây này, mình vòng ra đằng sau chúng nó. Đậu phộng các bạn luôn. Chơi solo squad là mình phải di chuyển liên tục anh em. Chắc chắn là mình khuyên anh em một điều rằng là không lên là... Không phải là không lên mà là... Không được ngồi im một chỗ. Chắc chắn là sẽ bị chúng nó quê ngay. Đấy, di chuyển liên tục. Đây, bây giờ mình di chuyển này thì bọn nó làm sao biết mình đang ở đâu được. Cho bạn quả nửa này. Bây giờ mình vòng ra sau mình ăn bọn này easy ngay này. Nào, có biết mình ở đây không? À đây rồi. Có biết mình ở đây không?
biết thế quái nào được. Trời ạ, vẫn còn đang kè mình ở bên kia anh em, anh em thấy không? Bên đằng sau mình có tiếng bắn này, sợ thế nhở? Đông thực sự anh em ạ. À bò, cho bạn thêm tí hiệu ứng này. Bò đi đâu được. Mình đánh giá là cây M4 hề với cây M4 băng cùng level 7 thì mình theo mình thấy là cây M4 hề đẹp hơn anh em ạ. Nó có thêm cái hiệu ứng cái lưỡi lưỡi bay bay ấy, xong rồi màu mè nó rất là đẹp. Và cái khói mà lúc anh em kêu người ấy, nó còn bay thêm cả mấy cái như kiểu Joker, Tepic các thứ ấy, rất là đẹp. Đấy, mình rất thích cây M4 hề này nên là mình mới quyết định là mượn anh ấy cho mình mượn cái nick này. Đây, bây giờ thì mình đẩy lên để hốt lốt cái thanh niên này. Đâu rồi? Trong thùng đúng không? Trong thùng đúng không? Ui rồi, ôi anh này còn nghiêng ra để ngó mình anh em ạ. Nghiêng ra để ngó mình. Nhưng mà mình ở bên trên bạn ơi. Bạn đèn lắm. Bạn đèn như chó cắn vậy. Đây đây. Thanh niên này vừa có phở le gặp. Ê, ấy, ui gì đây? Bắn gì đấy, mình biết bạn rồi, bạn khủng thế nhở, mình biết bạn ở đấy rồi, mình biết bạn rồi, bạn không phải bắn mình, đây đây đây, mình bắn xong cái thính thì bạn cứ xác định là bạn lên bàn thờ ăn xôi nhá, nói vậy cho nó vuông, cho nó tam giác lẹ, đây, nó ở bên cái chỗ nhà kho, gần khu vực cảng kia thôi. Nó vừa chiếu mình ở đấy, mặc tiếng súng thì cũng bên đấy. Anh làm gì ở bên đấy vậy? Anh sai. Nào anh đâu rồi? Đây em trèo lên đây để nhìn thấy anh rõ hơn này. À đây rồi, anh thỏ ra. Anh thỏ ra này. KVVNG. Trời ơi KV ơi. Mình không có nhu cầu nhá. Bạn đèn lắm. DB đấy bạn, sấy tầm đấy có phải là easy. Mình nút nhanh xong rồi mình cũng ra mình bú cái thính mình té luôn nha anh em, đi tìm người anh em ạ. Ok được rồi, té thôi. Đây đây đây, bú xong cái thính mình lượn từ đầu cảng kia ra đến cầu bên này, lượn mãi giờ không thấy cái gì ấy. À, có thằng trước mặt này, hợp lý. À, anh gì? À, trốn sau hòn đá này, ngồi sau hang đá hở chim ra ngoài. Ngồi sau hang đá hở chim ra ngoài này. Ui ui mình quả đấy mình phanh rồi, sao mà nhảy xuống mất nhiều máu thế nhở. Ui một tích tắc thôi là mình chết anh em ạ. May là nó cứ tưởng là mình chạy, thế là mình nhảy xuống mình sấy luôn, chứ không là thằng này mà tinh ý ra là mình hẹo rồi đấy, định mệnh đau thực sự anh em ạ. Kìa bên kia có tiếng bắn, mình đẩy qua luôn anh em ơi, bên chạm xăng anh em ạ. Có bóng ngay đó, nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, quyến rũ ngây ngẩn, loạn nhịp tim mê say, cuốn lấy em mây, đâu rồi không biết. À đây rồi, nằm, ui ôi, nằm này, ui trời ơi, nằm này, ui, nó lại cứ bốc cái khói đẹp quá cơ, trời ơi, bơm vớt đã, đau nằm, ui, cái gì đây, có thằng bắn nó chảo mình, what the fuck. Ui trời ơi. Ui mình hết vãi trưởng anh em ơi. Vãi. Nào. Nào. Ui. Trời ạ. Cái nick này mình chưa cài setting anh em ơi. Setting này vẫn của chủ cũ. Mình không dám động vào setting sensi, setting độ nhạy đấy. Nên là nó lia tâm chậm lắm. Với cả là ui đèn lấy tiếng rồi. Lút mình mới cài lại nó chưa thuận nữa anh em ạ. Nên là cái pha vừa rồi chứ đáng là nó chết lâu rồi đấy. Phỏng bạn luôn, bây giờ mình đi luôn nha. Đây, mình ra mình cướp cái thính này anh em ạ. Tự lượn qua cái nhà. À, trong nhà có người. Đây rồi. À, thế là một thanh niên ra lút thính, còn một thanh niên trong nhà. Nào, hello bác tài. Hello bác tài. Ui, thanh niên này tên đẹp thế nhở, Black Hood à. Nhưng mà vẫn không biết gì anh em ạ. Cứ tưởng mình ở cửa sổ. Đây đây, mình ra ngoài trong này xem là cháu nào lút thính nào. Chắc chắn là đồng đội nó ở đây chứ đâu. Đâu rồi? À, xe vất đây rồi. Xe quăng đây, người đâu? Người đây này. Người đâu rồi? À, lò do này. Ui dồi ôi.
vãi anh em ạ. Độ nhạy nó không quen, lìa cái X4 nó chậm vãi chưởng anh em ạ. Mình vuốt nó không, nó không chạy theo mình được luôn đấy. Mình không lick mượn mà, nên là à có thằng chạy này, có thằng chạy theo này. Nào nào nào, đâm bạn luôn này. À đuôi xe bắn súng à. Sau đây là sẽ là giải bát hương vàng mở rộng chính thức được bắt đầu. Khai trương rồi anh em ơi. Nào nào bạn đua đi. À đâm ủi bạn đâm gốc cây à. Nào nào nào. Bạn đâm gốc cây này. Bạn đâm gốc cây này. Ui phải trưởng ạ. À. Đậu má bạn luôn. Mình lại bị tay nó dính. Ui rồi ôi, chạy làm sao được. Quả đấy lại tay ra mồ hôi anh em ạ. Cái lúc mà ngồi lái xe là mình kiểu như là giữ nguyên một lúc ấy là nó hay bị. Mình đi luôn tiếp đi, mình không cần nút đồ đâu. Mình hại hôm nay mình hay ra bị mồ hôi tay thế không biết anh em ạ. Bực thật. À có MK này. Anh gì ơi, anh cầm MK. À đây rồi. Anh dai. Đây dừng đã này, hợp lý này. Nào anh dai à. Đâu rồi. À đây rồi anh dai. Anh dai dừng hòn đá này. À anh dai này. Anh dai cầm MK này. Thế là bọn này toàn chạy một mình thôi anh em ạ. À. Bực thực sự. Toàn một mình thôi. Từ nãy giờ. À dưới khu nhà có người. Dưới khu nhà có người. Đâu rồi. Hello bác tài. À ô bắn mình này. Bắn mình này. Rồi bình tĩnh. Thôi. Ui cặn thế. Nào thò ra. Ui dồi ôi, đẩy luôn anh em ơi. Đẩy luôn. Không nên để lâu anh em ạ. Không thể để lâu trong tình huống này. Lốc cái là phải ăn ngay anh em ạ. Ăn ngay lóng sốt. Nào. Đâu rồi. Đây mình tới đây. M4 hè đây. M4 chú hè tới đây. À bò này. Cho bạn thêm tí hiệu ứng này. Ui dồi ôi. Cái khỏi. À công trái. Công trái này. Ui bạn ơi. Công làm sao được mình. Bạn đen lắm. Như vậy là ở đây chỉ có hai thằng thôi. Từ vào nhà. Ui, không vào không nhảy được này. Vào nhà uống nước xong rồi mình đi luôn anh em ơi. Đây này, lượt nãy giờ cuối cùng là còn có đâu ba thằng thôi. Ui tiếng ốp này, tiếng lại thánh thoát quá cơ. À bò này nào. Ui đấy, mình lại bấm trượt anh em ạ. Ui ố đậu phóng con. Ui thằng này cầm ốp nó giết hai thằng kia rồi, phí quá anh em ạ. Đậu má cay thiệt sự anh em ơi. Ôi thế là được, may quá, vừa tròn 20 kill. Ok, vậy là mình cũng hoàn thành xong một trận đấu top 1. Bắn thử cây M4 hè xem nó dư nào. Anh em thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người và hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye. Giành thấp thì hơi dễ anh em ạ. Hi hi.